Hello, xin chào cả nhà, chào bà con Thanh Hà Cuộc Sống Đức đây. Hôm nay mời bà con, các bạn, bà con, cô bác, anh chị em và các bạn hãy cùng Thanh Hà đi cửa hàng hoa nhé, cửa hàng bán giống cây trồng này. Đấy, xuân qua rồi, hè tới, đầu hè rồi, đi mua hoa về trồng và làm vườn cùng Thanh Hà hôm nay nhé. Đấy. Đây là cái cửa hàng chuyên bán về hoa cây giống của nó rất là tốt đẹp, nhìn thích lắm. Những cái cửa hàng thường thì nó bán cây rất là nhỏ, về trồng nó phải tước to được như này. Đây là cửa hàng cách nhà mình hai ba ba chục cây, gần ba chục cây. Okay. Đây này, ắp 20 cây thì là 1 đồng 94. À, còn lại một cây là 1 đồng 99. Ai mà ấp 20 cây đây cả nhà, đẹp không? Năm nào nhà Thanh Hà cũng trồng các cái cây như thế này. Năm ngoái là tự gieo hạt xong rồi lên thì cũng đẹp lắm, nhưng mà thôi mất công quá, không có thời gian, thôi năm nay đi mua thôi. Đấy, mua về làm vườn này các bạn. Như này là hoa cúc thì các bạn này, hoa cúc này là nó hàng năm nó winter đấy, nó sẽ qua sống qua đông nên mọc lại đấy. Cái hoa này thì thường thì mắc hơn. Hoa đẹp không các bạn này? Đấy, hoa này này. Đấy, về trồng trồng cho hồ cá ấy cả nhà. Nên nó winter nó sống qua đông lạnh được đến âm 30 độ đấy. Cây tầm bụt này các bạn này. Cây tầm bụt nhà mình này. Cao lớn chưa? Đây là cây quả ấy này, quả vả này, nó giống quả sung nhà mình ấy. Này. Đấy, quả vả này, như quả sung cao tiền cây, 10-20 đồng cây này. Cửa hàng này nó lớn mênh mông về giống cây trồng cả nhà, lớn lắm. Nhiều không? Cơ man nào, giống cây trồng đấy, mua được một xe như thế này là đi gần 100 euro thì 91-92 đồng này. Đấy. Giờ về nhà coi như là trùng cùng trồng hoa và cây cảnh với Thanh Hà nhá. Còn hoa cúc đi các bạn, vì những hoa này nó rất đẹp, xong rồi là hàng năm nó lại vẫn cứ sống qua mùa đông ấy, nó được âm đến 20-30 độ âm ấy. Nhưng mà cũng tùy, như năm vừa rồi vì nó âm mất hai gần 3 tuần luôn, âm liên tục, nên thực sự có những cây nó cũng bị chết chứ không thể này không được. Đấy, cây mua rất là to xong về mình có thể là xẻ làm đôi ấy. Trẻ năm đôi mình trồng nó như vậy nhưng mà đến cuối mùa nó đẻ ra đầy thì tốt bây giờ. Quanh hồ này là phải trồng những cái cây như thế, chứ nếu mà trồng cây hàng năm trồng thì gì, là cái qua năm nọ qua năm kia. Đấy, cúc đẹp không? Bạn nhìn thì 7 đồng 99, 8 đồng một cây như thế này đây này. Nhưng mà hoa đẹp. Rất là to, mình tách ra thế này xong rồi 1-2 tháng đẻ ra đầy. Đấy, nó bán cây cái lớn như thế đi ở khác nhiều khi rẻ hơn một tí xíu, nhưng mà cây khi chỉ bằng 1/3, 1/4 của cây này. Đấy, cứ đi làm xong rồi được nghỉ ngày thứ bảy đấy các bạn, gọi là được nghỉ nhưng mà thực sự là còn một cái mệt hơn cả đi làm. Nhờ cái anh xã thì thiên rất là siêng về vườn tược, gặp mình thì chắc cũng chịu.
mình hay toàn bị đau cái bả vai nên là làm không làm nặng được. Nhưng anh hai xốc vác việc gì cũng phải làm nhanh tí là xong. Xong cái này xong quay còn rửa cái hồ cá các bạn, có cái thùng gọi là chứa cái nó hút nó tích cái bùn lên ấy, nó gọi là cái filter. Thế là cứ hàng tuần một tuần lần phải rửa, mất cũng phải đôi tiếng. Cái đấy rất là cực, nói chung là đẹp thì đẹp thật nhưng mà thực sự rằng là cũng giết nhất nhiều thời gian mà cũng phải tương đối là tốn kém chứ không phải không đâu. Các bạn nhìn máy nó chạy nước cái kia xong rồi điện không, điện cứ chạy nhiều khi 24 trên 24 tháng là rẻ phải 50 đồng tiền điện cho nó chứ không phải không đâu. Đồ ăn thức uống thì kia em chia sẻ các bạn một chút xíu nhé. Rồi cái gọi là cái bột chống rêu ấy, cái rêu nó đẻ cực kỳ nhanh luôn, vì chỗ này thứ nhất là nắng nó ấy râm râm xong nó đẻ, thứ hai nữa là cái hồ nhà mình nó không sâu ấy, nó nhỏ. Và cái hồ này ngày xưa nó là cái hồ bơi của nhà người Đức ấy, người ta là hồ bơi nhưng sau người ta chuyển thành cái hồ cá trước chứ không phải mình về mới chuyển, thế là về mình cứ thành hồ cá luôn chứ đúng là nó là hồ bơi ấy. Nên là cái rêu nó, cái tảo giống như thế nó sinh lên nở rất là nhanh. Sau này lại phải có cái thuốc để trị nó. Một năm nói thật chứ chắc phải 1.000 không thể đủ, 1.000 euro không thể đủ cho cái hồ cá được. Nghĩ đồ ăn của cá cũng mắc nhưng mà cá nó chỉ ăn có một mùa thôi. Mùa đông thì nó không ăn rồi. Đấy, tất cả những cái hoa này là mình mua là đều qua sống qua Ấn Độ. Những cái cây hoa nó qua cái mùa đông như thế này nó thường nó mắc hơn đấy, như một cây nhỏ đây với hoa thường ấy thì chỉ 2 đồng 99 thôi, nhưng mà cái cây qua mùa đông này thế là 6 7 đồng đấy, thì bây giờ nó cũng đắt hơn. Và cái cây đây này anh Giã đang trồng, cái cây hoa này nó cũng là hoa qua sống qua năm, hàng năm nó cứ sống lại bông nó đẹp lắm. Những cây to hẳn thế này thì thường nó có phải mà 9 10 đồng cả rồi. Mà mua thì thực sự là về nó chơi ngay chứ không phải chờ nó lớn nữa. Bạn nhìn này, ngải cứu này, ngải cứu nha Thanh Hà đã tốt chưa? Đấy, chương trình là cuối tuần là tới là mình sẽ ngắt đi ăn lẩu. Ăn lẩu ngải cứu ngon lắm. Bổ. Đây này, ngải cứu tím này, rau này hiếm lắm. Đấy, một ngày các bạn nhìn thấy một ngày thứ bảy vậy là xã thế mà chưa hết được đâu, còn rất là nhiều việc nữa. Trước cái lúc này là phải rửa sân coi như là mấy tiếng này, tất nhiên là có máy móc hết cả thế nhưng mà âu cũng là công việc cải đấy các bạn. Này, tía tô này, hoa nó cứ rụng xuống cái này nhá thì nó mọc nhá, chứ còn lại bình thường đúng là mình mà cứ gửi hạt cho các bạn hay là mình cho hạt các bạn gieo thường nó không lên đâu. Không hiểu cái quy trình của nó là dường như nó phải rụng xuống, nó rụng xuống đất qua mùa đông xong rồi nó nằm đấy giống như thế, nhưng là quy trình của nó thì lại mọc lên rất là đều, chứ các bạn có vãi xuống không hiểu sao nó không lên đâu. Đây là cái chỗ này là ưu tiên đặc biệt là năm nào Thanh Hà cũng trồng
80 cây mướp đắng vào đây cho nó riêng hẳn ở cái góc này. Năm nào Thanh Trà trồng mướp đắng ở chỗ này rất là thích. Ngày xưa chỗ này là cái sân gạch, xong rồi là tính bảo thế cứ để trong chậu trồng rồi. Thế tại sao thế nào thì xã phải đào hẳn cái chỗ này ra làm thành kiểu một cái hốc ấy đấy, xong quây gạch xung quanh dưới là thấu đất luôn nên là nó tốt. Thế là mùa đông nhiều khi rau củ quả Thanh Hà cứ đổ nó ở đây xong lúc nó tự nó thối. Nói thật chia sẻ cái một cái chút xíu vậy là mách là nó thực sự là nhiều trái và lớn to là như vậy nữa, thật nó là như thế, hoàn toàn là hữu cơ. À đây là còn hai cây to này, cây này là cây hoa cẩm chướng á, hai cây hoa cẩm chướng ấy các bạn, đẹp lắm. Cẩm chướng này nói ngày xưa bên Nga rất là nhiều, nó cũng sống qua đông luôn các bạn. Đấy, hai cây trồng vào hai cái tốp to này luôn, tính định đúng trồng về chỗ hồ cá nhưng vùng thành bị dư thì thành thử là trồng vào hai cái chậu này thì hàng năm nó vẫn sống ở đây cũng được, chậu to luôn. Đấy, khi trồng xong hết thì ta dùng vòi tưới phun xương lên một lần để cho cái đất nó hơi ẩm. Thời tiết này rất là cũng lạnh thế nhưng mà vẫn phải tưới, cái rễ nó sẽ bị khô cả nhà. Ok, những gì hôm nay gọi là chút xíu chia sẻ một góc nhỏ làm vườn của gia đình nhà Thanh Hà. Một lần nữa là cảm ơn các bạn đã coi video của Thanh Hà, những gì thật nhất và chia sẻ coi như là hàng ngày cuộc sống. Một chút xíu vậy thôi, đến được vào đầu mùa hè nhé. Một lần nữa là cảm ơn các bạn. Nếu thấy hay đăng ký like và chia sẻ cho nhiều người cùng coi. Cảm ơn.